Again, the member of Hanoi Academy, so good to see you guys. I'm come back in this episode to tell you bị được in Vietnamese grammar. In this lesson, we have three parts to practice with me. Part 1, grammar. Part 2, practice. And part 3, conversation. Before to get this part 1, don't forget to take a pen and book with you to practice with me. Part 1, grammar note. Be. So be in Vietnamese is like a verb that expresses the receiving or undergoing something unfavorable, meaning to express that the subject receives or undergoes something which is done or called by another. The thing is going after be and often is not good for the subject. For example, hôm qua tớ bị mẹ mắng. Hôm qua tớ bị mẹ mắng. Máy tính của tớ bị thằng bé ấy làm hỏng. Máy tính của tớ bị thằng bé ấy làm hỏng. Cái ô của tôi bị anh Nam lấy. Cái ô của tôi bị anh Nam lấy. Hôm qua sao cậu không đi học? Vì tớ bị ốm. Hôm qua sao cậu không đi học? Vì tớ bị ốm. Sao quần áo con bẩn thế? Sao quần áo con bẩn thế? Con bị ngã xe đạp. Con bị ngã xe đạp. Ông ấy bị sốt cao nên phải đi bệnh viện. Ông ấy bị sốt cao nên phải đi bệnh viện. Được. So được is Vietnamese, it's like express the meaning, receive good thing or indicate the favorable decree. For example, bài kiểm tra của con được bao nhiêu điểm? Con được 10 điểm. Bài kiểm tra của con được bao nhiêu điểm? Con được 10 điểm. Cô ấy được giám đốc khen. Cô ấy được giám đốc khen. Tuần trước chị Dung được tặng hoa. Tuần trước chị Dung được tặng hoa. A passive sentence in Vietnamese is a sentence with a subject indicating a person or thing that is directed by the activity of another person or things. Passive sentence in Vietnamese often are be. Được before the main verb. Example: Mẹ cho tôi tiền. Mẹ cho tôi tiền. Tôi được mẹ cho tiền. Tôi được mẹ cho tiền. Cô giáo mắng bạn Lan. Cô giáo mắng bạn Lan. Bạn Lan bị cô giáo mắng. Bạn Lan bị cô giáo mắng. Part 2. Practice. Feel be hay được in the following sentence. 1. Tôi. Bạn tôi mời xem phim. 2. Ông ấy không thể nhìn thấy được. Ông ấy mù. 3. Anh ấy đi xe rất nhanh nên tai nạn
4. Tôi rất thích ngày nghỉ vì tôi ngủ dậy muộn. 5. Chị ấy rất nóng. Có lẽ chị ấy đã sốt. 6. Em tôi học rất tốt. Cuối năm em ấy thưởng. 7. Cô Trung thích tặng quà. 8. Vì chị ấy không mặc áo mưa nên chị ấy đã cảm. 9. Hôm qua tôi bạn trai tỏ tình. Tôi đã rất hạnh phúc. 10. Hai tháng trước tôi đến chơi nhà bạn. Tôi con chó cắn. Một, tôi được bạn tôi mời đi xem phim. Hai, ông ấy không thể nhìn thấy được. Ông ấy bị mù. 3. Anh ấy đi xe rất nhanh nên bị tai nạn. 4. Tôi rất thích ngày nghỉ vì tôi được ngủ dậy muộn. 5. Chị ấy rất nóng. Có lẽ chị ấy đã bị sốt. 6. Em tôi học rất tốt. Cuối năm em ấy được thưởng. 7. Cô Trung thích được tặng quà. 8. Vì chị ấy không mặc áo mưa nên chị ấy đã bị cảm. 9. Hôm qua tôi được bạn trai tỏ tình. Tôi đã rất hạnh phúc. 10. Hai tháng trước tôi đến chơi nhà bạn. Tôi bị con chó cắn. Phải làm gì khi bị bạn gái chê nghèo? Tèo nói với bạn. Tớ buồn quá. Tớ bị chia tay vì bạn gái chê tớ quá nghèo. Anh bạn an ủi Tèo. Đàn ông thì phải mạnh mẽ. Cô ấy chê cậu nghèo thì cậu phải học hành, chăm chỉ làm việc. Sau này có nhiều tiền rồi. Tèo hỏi. Khi tớ có nhiều tiền, tớ sẽ được quay lại với cô ấy, phải không? Người bạn lắc đầu. Không phải, nếu sau này cậu có nhiều tiền, thì khi cô ấy cưới, cậu có thể đi Lamborghini đến đám cưới. In the end of the lesson today, are you enjoyed? If you have any question, feel free in the comment to let me know. Don't forget that always free PDF that go with today's lesson. If you want to download that, just click on the link in the description box. And if you like this video, don't forget to subscribe this channel to learn more about Vietnamese. So see you guys in the next video.